Xin chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hôm nay em đang có mặt tại vị trí này là khu dân cư Thủy Lợi nha quý vị, thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị một ngôi nhà mình ha. Nhà mình rất là hiện đại nha quý vị. Nhà mình có diện tích là chiều ngang là 4,5m nha, và chiều dài là 16m. Nhà mình là có hướng là hướng Bắc nha quý vị. Nhà mình có thiết kế là 2 phòng khách và 3 phòng ngủ, 2 toilet nha quý vị, và 1 phòng thờ, 1 bếp nha. Đây là mời quý vị ra tham quan cái đường khu dân cư Thủy Lợi ha. Đây là lộ 5,5m nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường khu dân cư Thủy Lợi nè. Từ vị trí này cách Phan Thi Gàn có khoảng 150m nha quý vị. Đây là cái hướng này nè. Hướng này mình thông ra ngoài đường Phan Thi Gàn nha. Cách bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang có khoảng 500m thôi. Và cách chợ đêm Phú Cường cũng 500m luôn nha quý vị. Vị trí này rất là thoáng mát nè. Đây đường lộ là lộ ô tô rồi, vô thoải mái nha quý vị. Đây là vị trí ngôi nhà của mình nè. Nhà của mình được thiết kế là một trệt một lầu nha quý vị. Đây là mặt tiền của ngôi nhà nè ha. Và có công năng sử dụng là 2 phòng khách và 3 phòng ngủ, 2 toilet nha, 1 phòng thờ và 1 phòng bếp. Đây là có xăng đậu xe ô tô rồi ha. Ở trước cửa ngôi nhà mình là có cửa 4 cánh nha quý vị. Cửa 4 cánh là nhôm sinh pha nha. Đây là mời quý vị vô tham quan ngôi nhà mình ha. Bước vô mình có một cái phòng không gian phòng khách nè. Đây là không gian của phòng khách ha. Nhà thì được ốp gạch trắng đen nha quý vị. Còn trần nhà thì trần la phong thạch cao. Nhà thiết kế một trệt một lầu nha quý vị, mâm đúc. Đây là trần thạch cao mình thì đèn âm trần ha, và có đèn dạ. Chính giữa không gian phòng khách của mình thì có một cái đèn chùm nha. Chùm này chùm pha lê nha quý vị. Nhà thì tặng sofa, tặng ghế bàn ăn đồ đầy đủ nha quý vị. Còn đây là không gian mình, không gian cầu thang nè. Cầu thang này được ốp đá hoa cương cẩm thạch nha. Còn đây là không gian của phòng bếp ha. Đây là không gian phòng bếp ha. Không gian bếp mình rất là đẹp nha quý vị. Nhà thiết kế rất là hiện đại. Bên đây thì có mấy cái bức tranh nè. Còn cái trần thì có cái đèn thả nha. Đèn thì đèn âm trần. Có bộ bàn ăn 6 ghế nha. Bước vô thì mình có một cái không gian của... Đây là không gian phòng bếp. Rất là đẹp nha quý vị. Có cái quầy rượu ha. Bước vô tiếp thì mình có một cái không gian của cái phòng ngủ đầu tiên ha. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên nè. Phòng ngủ số 1 ha. Phòng ngủ số 1 mình cũng rất là rộng rãi nha. Có mấy bức tranh nè ha. Rất là đẹp nha quý vị. Còn trần nhà thì chính giữa thì có một cây đèn chùm led ha. Và đèn âm trần nha quý vị. Nhà thiết kế rất là hiện đại ha. Cửa thì... cửa phòng thì cửa gỗ nha quý vị. Bước vô thì mình có một cái toilet số 1 ha. Đây là không gian của toilet số 1 nè. Toilet là thiết kế cũng rất là hiện đại ha. Lavabo bằng cầu, thiết kế là hàng cao cấp nha quý vị. Còn gạch thì được ốp tới trần la phong nha. Cửa thì cửa gỗ nha. Còn đây là mình từ ngoài sau mình hình dung ra ngoài trước nè. Rất là đẹp nha quý vị. Đây là không gian của cái phòng bếp nè. Và kế bên là có một cái không gian của cái phòng khách ha. Rồi mời quý vị lên tầng 1 tham quan ha. Đây là không gian của cầu thang nè. Cầu thang mình... mặt cầu thang được ốp đá hoa cương nha quý vị. Cầu thang này lên rất là rộng rãi ha. Rất là đẹp nha. Bước lên thì mình có một cái
không gian của cái phòng ngủ số 2 nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 nè. Phòng ngủ số 2 mình có cái cửa mở lấy gió vô ha. Và có một cái bàn trang điểm nè. Có mấy cái ảnh đồ rất là đẹp nha. Còn trần nhà thì la phong thật cao. Chính giữa thì có một cái đèn chùm ha. Có đèn dạ, đèn âm trần ha. Rất là đẹp nha quý vị. Còn kế tiếp thì mình tham quan phòng ngủ số 3 nha. Đây là không gian của phòng ngủ số 3 nè. Phòng ngủ số 3 này cũng rất là đẹp nha. Có một cái quầy trang điểm ha. Đây là không gian của phòng ngủ số 3 nha quý vị. Còn cái trần nhà thì chính giữa cũng có đèn chùm luôn nha quý vị. La phong thì la phong thật cao. Đèn này đèn âm trần ha. Đây mình có cái cửa mình lấy gió vô ha. Rất là mát mẻ nha quý vị. Kế tiếp thì mình có một cái toilet ha. Đây là không gian của cái toilet nè. Toilet được thiết kế rất là hiện đại ha. Còn đây thì gạch thì được ốp tới trần nhà nha quý vị. Rồi mình đi tới thì mình có một không gian của phòng khách ha. Ở đây thì mình không gian phòng khách hoặc phòng thờ cũng vẫn được nha quý vị. Đây là không gian của phòng khách hoặc mình làm phòng thờ cũng vẫn được nha. Có cửa ha. Mở ra rất là mát ha. Chính giữa thì mình có một cái đèn chùm nha quý vị. Và trần thì la phong thật cao, đèn thì đèn âm trần nha. Có đèn dạ đồ đầy đủ nha. Bên đây thì mình có mấy cái tranh ảnh đồ luôn đầy đủ. Nhà thì đang chào bán với giá là 2.900.000.000 nha quý vị. Quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá em có để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.